ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ xinh đẹp xa xôi nọ, có một cặp vợ chồng già tốt bụng và rất thích ăn đậu. Ôi da, cái lưng của tôi đau quá. Sao không phải là hạt đậu biết massage nhỉ? Chắc ngồi nhặt đậu nhiều quá đi mà. Để tôi xem nào. Tuổi già sầm sập trước mắt thế này mà chẳng có lấy mụn con nào đỡ đần. Tôi với ông đúng là hổng hiu thật. Ngày ngày nghe trẻ con nhà hàng xóm đùa vui mà thấy thèm. Thôi, bà cứ than thở làm gì nhiều thấy càng mệt hơn. Thượng đế cho chúng ta thế nào thì đã đành vui vẻ chấp nhận thế đấy. Nghĩ nhiều lại thêm ốm. Ông ấy à, cứ toàn giấu sự buồn tủi ở trong lòng thôi. Chứ tôi thừa biết ông cũng thèm có con. Có khi còn thèm hơn tôi ấy. Cái bà này cứ như đi guốc trong bụng tôi ấy. Cơ mà biết nặng đâu ra con bây giờ. Tôi và bà đều đã già cả rồi. Cứ vui vẻ mà sống cho hết đời thôi. Giá như những hạt đậu này đều biến thành trẻ con thì tốt biết bao ông nhỉ? Chúng ta có cả một đàn con ấy chứ. Bà đúng là lắm tưởng tượng. Làm gì có chuyện đó. Ôi, ông ơi, nhìn kìa, thật không thể tin nổi. Ôi trời ơi, những hạt đậu tầm biến thành trẻ con thật ư? Chuyện lạ gì thế này? Đúng là kỳ lạ quá. Ông nhìn kìa, mỗi một hạt đậu thành một đứa bé. Thế này thì đông quá rồi. Tôi thật không ngờ điều ước của tôi lại thành hiện thực. Vậy là vợ chồng ta có hẳn một đàn con rồi ông ơi. Tuyệt quá bà nó ạ. Nhìn chúng xem, chúng đều tí hon như những hạt đậu, nhưng được cái đứa nào đứa nấy đều đáng yêu cả. Giờ chúng tìm đây, chúng mình đi trốn nào. Ha ha ha, đợi với nào. Những đứa trẻ mới tinh nghịch làm sao. Nhờ có trẻ con thấy vui vẻ rộn ràng hẳn không nhỉ? Chà, thật không ngờ những hạt đậu tầm mà ta làm hàng ngày lại nghe được nỗi niềm của đôi vợ chồng già này để nở ra một đàn trẻ con. Chúng mình chơi đuổi bắt đi. Nhưng phải cẩn thận, không làm đổ đồ của cha mẹ nha. Đừng lo, mình khéo lắm. Ôi trời ạ, không ngờ lũ nhóc này lại nghịch đến thế. Nào các con, ta vừa làm bỏng ngô chiên bơ đây, các con mau tới ăn nào. Ôi, có thôi nghịch không hả lũ nhóc? Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Thôi ông, đừng quát lũ trẻ. Chúng ta ngồi im một chỗ cho chúng chơi vậy. Chơi chán chúng sẽ ngừng lại thôi. Biết chúng có dừng hay không, hay là phá tan hoang cả nhà lên mất. Bà xem, âm mỹ quá thể. Lúc không có trẻ con thì mình mong mỏi, giờ có rồi thì cố chịu ông nó ạ. Dẫu sao chúng cũng khiến cho ngôi nhà của chúng ta rộn ràng hẳn. Cứ cái đà này á, tôi e là chúng sẽ chơi cả đêm luôn ấy. Ồn ào quá. Bình tĩnh, cứ nghe tôi. Hai chúng ta cứ ngồi một chỗ để bọn trẻ chơi đùa. Tôi cũng không chịu nổi nữa rồi. Nếu chúng đều biến lại thành những hạt đậu thì tốt biết mấy. Ôi trời ơi, lại chuyện gì thế này? Không lẽ tôi có phép thuật ư? Kỳ lạ thật, những đứa trẻ đã trở lại thành những hạt đậu tầm rồi. Khi những đứa trẻ quay về trong chậu và biến lại thành những hạt đậu,
hai ông bà già lại cảm thấy vắng vẻ, buồn bã, cô đơn. Không có trẻ con thì lại cô đơn, buồn tẻ thật. Mà có chung đồng quá, tuổi già tôi với ông lại chẳng thể chịu nổi. Đúng vậy, kể có một đứa trẻ thôi thì tốt. Phải nhỉ, giá như lúc nãy mình để lại một đứa trẻ thì tốt. Nhưng giờ... Còn có con đây. Con là cậu bé từ hạt đậu tằm biến thành đây. Con trốn trong hang chuột đó nên mới không bị quay lại và biến về hạt đậu. Thật hả? Con sẽ ở lại cùng cha mẹ để cha mẹ đỡ cô đơn. Nhưng xin cha mẹ đừng biến con thành hạt đậu, có được không? Bà nó ơi, ước mơ của chúng ta đã thành hiện thực rồi đó. Này cháu bé hạt đậu, nếu thật thế thì tốt quá. Chúng ta đang mong có một đứa trẻ để làm cho nó bớt buồn tuổi đây. Tất nhiên sẽ không biến cháu thành hạt đậu nữa đâu. Từ nay con làm con của chúng ta nha. Vâng ạ. Chà, khi nãy đông quá, ta còn chưa kịp ngắm nghía đứa nào kỹ càng. Hóa ra đứa con ở lại với chúng ta lại khôi ngô, sáng sủa thế này. Ông nghĩ ra một cái tên gì đó để đặt cho con nó đi. Xem nào, để ta nghĩ cho con một cái tên thật hay nha. Phải rồi, chúng ta sẽ gọi con là John Hạt Đậu. Từ nay trở đi, con sẽ mang cái tên đó nha. John Hạt Đậu á? Cái tên hay đó ông nó à. Thế từ nay chúng ta sẽ gọi con là John Hạt Đậu nha. Vâng ạ, John Hạt Đậu chính là con. Con chính là John Hạt Đậu. Coi kìa, thằng bé cũng đến là lém lĩnh đấy ông nhỉ. Sao mỗi ngày mình vẫn làm phăm phăm thế mà hôm nay oải quá. Có lẽ do trời nắng nóng, hay là do tại mình tuổi cao rồi. Mà không được, giờ nhà đâu chỉ hai miệng ăn, còn có cô John Hạt Đậu nữa. Phải cố vì con thôi. Từ ngày có thằng bé, vui nhà vui cửa hẳn. Mình phải nuôi thằng bé đến nơi đến chốn. Cha ơi, để con giúp cha làm việc. Con thì làm được gì chứ, công việc này đến cha làm còn vất vả, còn tí hon thế kia không làm được đâu. Con có cách này, cha hãy đặt con vào trong tai ngựa rồi đưa cái roi cho con để con cày ruộng giúp cha. Cha cứ việc về nhà nghỉ ngơi. Con làm được thật hả? Vâng, cha phải tin con chứ. Nào, cha bế con lên cho con vào tai ngựa đi. Được rồi, để ta thử xem sao. Chà, cái thằng bé Hạt Đậu này thế mà được việc giỏi giang ra phết. Thế này thì cha mẹ được nhờ quá rồi. Con cứ làm đi nha. Cha chạy về nhà nghỉ một lát, cha lại ra liền. Thế là John Hạt Đậu ở trong tay ngựa, điều khiển ngựa cày ruộng. Con ngựa cứ thế làm việc phăng phăng. Này, mày có thấy kỳ lạ không? Con ngựa chẳng có người điều khiển, thế mà một mình cày ruộng, đường nào ra đường nấy hẳn hoi. Đúng là kỳ lạ thật. Đây nhất định là một con ngựa quý rồi. Nếu ăn trộm mang bán chắc chắn sẽ được một khoản tiền to cho mà xem. Nhưng mà phải quan sát lại kỹ xem có ai quanh quẩn gần đây không đã rồi mới hành xử. À, trộm, mau tới bắt trộm. Có kẻ muốn ăn trộm ngựa, bớ người ta, có kẻ muốn trộm ngựa. Mày có nghe tiếng nói ở đâu không? Hình như nó phát ra từ trong tay con ngựa thì phải. Mà bắt trộm với, có kẻ muốn ăn trộm ngựa. Đồ trộm cắp, thả tay ra. Thả tay ra. Thì ra là một thằng bé tí hon á, thú vị thật đó. Thế này thì tốt quá rồi, có công cụ để giúp chúng ta hành nghề tốt hơn rồi. Phải rồi, chúng ta sẽ đưa mày theo tí hon ạ. Hành nghề ăn trộm cùng bọn ta luôn. Không đời nào,
Đừng hòng ta làm những chuyện xấu theo các ngươi. Ta sẽ tố cáo các ngươi. Nhóc con bé tí hon thế này thì làm được gì chúng ta nào mà to mồm thế hả? Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi theo và nghe lời chúng ta. Nếu không thì ta búng một phát là chúng mày bay chín tầng mây, tăng ra như những hạt cát bây giờ. Ôi! Thấy chưa? Cứ ngoan ngoãn không thì bảo. Được, được, tôi đi theo, tôi đi theo. Có thế chứ? Đi ngay đến nhà lão thương gia giàu có thôi. Mau chui vào cái ổ khóa này ngay đi. Nhớ là khoắn hết tiền vàng rồi mang ra đây cho chúng ta nghe chưa? Chúng ta sẽ chia cho chúng mày một ít. Vâng, tôi nhớ rồi. Đúng là bắt được thằng nhóc này hơn bắt được vàng á, được việc ra phết. Từ nay anh em ta có tại sai làm việc rồi, tha hồ mà hưởng thụ, chẳng lo sợ gì cả. Mau đến bắt trộm ngoài cổng, có hai tên trộm ngoài cổng. Thôi chết rồi, thằng nhóc chết thiệt này. Thế đã đuổi được hai tên trộm ngu ngốc. Giờ thì mình ngã xuống đống cỏ này ngủ một giấc đã. Đằng nào cũng phải đợi trời sáng mới tìm đường về nhà được. Thật không ngờ, ngày hôm sau, con bò đến ăn cỏ đã nuốt luôn cả John hạt đậu vào bụng. John hạt đậu choang tỉnh dậy thì phát hiện mình đã đang ở trong bụng bò. Tôi không muốn ăn nữa, mau dắt tôi về đi. La 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 la, la la la. Ôi trời ơi, con bò này là con bò ma sao? Sao lại có tiếng phát ra từ trong bụng thế này? Người đâu, mau bắt con bò này giết thịt rồi vứt bỏ hết ruột đi cho ta. May quá, cuối cùng cũng thoát khỏi cái ruột bò chết tiệt này. Mình phải về nhà thôi, kẻo cha mẹ lo lắng. Cha Marco, mẹ Sara ơi, con về với cha mẹ đây. Vậy là John hạt đậu thoát khỏi nguy hiểm và quay trở về nhà với cha mẹ. Và từ đó John không đi đâu cả, cậu sống hạnh phúc bên cha mẹ mãi mãi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.